Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thái Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Radio City nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và chúng ta bắt đầu thôi nào, let's go. Thì hôm nay có một cái sự kiện hoàn toàn mới anh em ạ. Sự kiện này thì chúng ta sẽ đua kèm với Heroic. Đây, sự kiện là sự kiện mê cung để giúp chúng ta sẽ lấy được một cái lá cờ hệ gió nữa. Nhưng mà có vẻ như khá là khó. Mình thấy có một số con rồng mới ở đây, xuất hiện ở đây anh em ạ. Ví dụ như con rồng khủng long ở kia. Con khủng long kia là một con cũ nhưng không biết mình đã có chưa nữa. Mình cũng không nhớ rõ là mình đã có chưa. Và nó sẽ có trong khoảng 2 ngày và 22 giờ nữa. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm hai con rồng mới ở đây. Có chữ new là rồng mới anh em ạ. Heroic thì mình sẽ đánh một trận này và mình sẽ hat-trick thêm một vài lần nữa là xong nha anh em. Đơn giản, Donald Trump gặp con thần đèn anh em ạ. Đèn với hai tay cầm vàng. Nói chung thì nó khá là dễ dàng để đánh nhau bọn này nhé. Rồi, chúng ta sẽ lấy coin đi á. Mình sẽ breeding này. Sẵn sàng để chúng ta sẽ mình chắc là mình sẽ lấy toàn bộ vàng đây anh em ơi. Để xong cái nhiệm vụ ấy đi. Không phải xong nhiệm vụ mà mình sẽ lấy full cái coin đây anh em ạ. Mình sẽ lấy full cái coin đây nhé. Xong chưa ta? Rồi chúng ta lấy được full coin rồi anh em ạ. Rồi nhá. Bây giờ mình sẽ Ravet. Một con khủng long hệ Primer đầu tiên. Primer hệ lửa, nói chung là rất là nhiều hệ. SSS SS Sniper. Ui, con này cầm gậy rồng à? Nhìn chung nó bá đạo thế nhở? Anh em thấy nó bá không? Nó cầm gậy rồng à? Khe lửa. Wow, với một con gì đây? Graver. Wow, hiệp sĩ à? Kỵ sĩ rồng à? Hệ gió và hệ lửa anh em ạ. Kỵ sĩ rồng lửa gió luôn. Nhưng mà trong này là kiếm đâu ra? Ôi, kiếm cái hòm chứa cái cờ ấy khó lắm anh em ạ, tại vì nó có rất là nhiều cái hòm. Cái game này đánh đố rồi anh em ơi. Game này là game đánh đố thật sự rồi, tôi không biết là sẽ lấy ở đâu ra nữa anh em nhá. Wow, làm sao đây anh em ơi? Làm sao đây anh em ơi? Làm sao mà lấy được cái đấy đây? Kệ rồi, mình sẽ cố gắng lấy con Glaver này nhé anh em. Mình có thể là xem ở trên trang gọi là trang deathlist.com. Trang deathlist.com để xem là nó sẽ lấy đâu ra. Mình sẽ đây, Glasshow Major Iceland. Con SS Nipper Wolf sẽ là 8.165 và con Glaver sẽ là 10.830. Còn Ravesger sẽ là 6.720. Và tổng cộng là chúng ta sẽ lấy được khoảng 7.200 coin. Chết rồi, thế làm sao đủ nhỉ? Hi hi. Đủ thế nào được ta? Khó nhỉ? Cái con Glaver sẽ là tầm khoảng 10.830. Thật sự là khó nhằn đối với mình đấy. Mình không biết là lấy cái con đấy kiểu gì và lấy ở đâu đây anh em ạ. Bó tay .com luôn. Không biết tôi lấy kiểu gì và lấy ở đâu đây. My god, khó quá anh em. Rồi mình sẽ làm nốt cái nhiệm vụ ở bên kia nhá. Nhiệm vụ đó chính là nhiệm vụ hat-trick. Vì cần phải hat-trick thêm 3 con nữa anh em nhá. Tôi phải hat-trick 3 con nữa thì mới xong nhiệm vụ của mình. Ok, không vấn đề gì nhá. Rồi, sẵn sàng để vào game anh em ơi. Hat-trick nào. Đang đợi. Please. Nào, tôi có 4 quả trứng ở đây. Yes. Vỗ tay, cho được thêm một cái bông hoa còn nhỏ nhỏ nữa. Please. Rồi. Chúng ta sẽ mua thêm 4 con Terra nha anh em. Nhiệm vụ này thì nó khá là đơn giản và khá là dễ thực hiện thôi anh em. Nó cũng không phải là quá khó cho lắm. Và mình hoàn toàn là để mình có thể làm được một cái nhiệm vụ này nha. Bán rồng đi nào anh em ơi. Bán toàn bộ rồng có thể có trong này luôn, làm hụm nước cái.
Có dầu mới đẹp quá anh em ạ, không lấy thì quá là phí luôn. Ui yes, xong rồi anh em, dùng ba game để next qua nào. Yes, và chúng ta tiếp tục là cho thú ăn anh em nhá. Wow, quá là ngon luôn anh em ơi, quá là may mắn luôn. Rồi chúng ta sẽ cho thú ăn lên và lấy con bọ nha anh em ơi, lấy đủ con bọ thì thôi. Rồi chúng ta sẽ cho thú ăn này anh em ơi. Cho ăn lên. Và đây là level 20 rồi. Và có lẽ là mình sẽ cho thêm một vài con rồng Terra và nữa anh em nhé. Rồi chúng ta sẽ cho thêm một con Terra đây. Và mình sẽ cho cả ba con này ăn lên nhé anh em. Ok, hình như là cho ăn đủ anh em. Chưa đủ, vẫn còn bọ này. 57 con bọ cơ mà. Ok, hình như là đủ anh em ạ, hình như là đủ bọ rồi. Và chúng ta sẽ next cái kia nha. Rồi, chúng ta vẫn còn bọ này. Vẫn chưa đủ bọ anh em ạ. Vẫn chưa đủ bọ. Đợi thêm một vài con bọ nữa là đủ rồi anh em. Đó, chúng ta sắp lên rồi anh em ạ, sắp lên lap 9 rồi. Tối nay mình sẽ cố gắng lên lap 9 hoặc là lap 10 gì đấy. Ok. Nhìn chung thì chúng ta sẽ cố lấy cái con Glaver này với là 10.830. Nó khá là đẹp. Và nó đẹp nhất trong ba con này. Phải nói là nó đẹp nhất trong ba con này luôn anh em ạ. Ok, sẵn sàng. Rồi chúng ta sẽ đánh nhau ở cái bên quest này nhá, có thể có cơ hội lấy một cái hòm nha anh em. Rồi chúng ta sẽ cho thú ăn nha anh em. Rồi chúng ta sẽ đánh nốt cái con này đi. Và để xong mấy con rồng này nhìn trông nó khá là bựa. Con sao bé nhỉ. Con chiến thần của mình nó to một cách gọi là bình quá là dã man luôn anh em ạ. Rồi anh em ơi, sẵn sàng rồi. Chúng ta sẽ còn xem quảng cáo để lấy thêm coin nữa cơ mà. Khá là ngon. Và chúng ta sẽ đánh một vài trận ở trong phần Masterline nhé. Masterline 1 nhé. Mình cần đạt được 11.000 mấy trăm để chúng ta sẽ làm nhiệm vụ bên này. Ok. Ok, chúng ta sẽ đánh nhau với con này. Sức hoàng kim của mình nó khá là trâu. Mà mình có thể là cân kèo ba con rồng của nó nhá. Còn một con Heroic ở phía sau nữa cơ. Con rồng 4 đầu cơ. Chúng ta sẽ dùng chiêu gì đây? Có khá nhiều chiêu bên này. Ui, có lẽ nên đổi rồng anh em ạ. Nên đổi rồng là hợp lý. Rồi chúng ta đánh xong một trận này và hiện tại mình đang bao nhiêu điểm? 10.596, tức là khoảng 400 điểm thôi là mình sẽ xong cái nhiệm vụ này nhé. Rồi chúng ta sẽ sử dụng chiêu Legend Spell cộng. Chúng ta sử dụng cái Beehive với chiêu hệ lá ở bên này. Chúng ta sẽ có 94.000 máu á. Một con này thì đấy khá là dễ dàng thôi. Sử dụng cái Acho Hit. Đấy, đơn giản và hiệu quả nhỉ.
đây và chúng ta sẽ cứu nhé. Xin chào anh em nhé, bye bye.